Đây tòa hè đã có ở Đồ Sơn Việt Nam đây. Bác tên gì bác ơi? Quảng cáo cho bác tí. Bác tên là Tám. À, bác quê ở đâu? Quê ở Hải Phòng đi. À, Hải Phòng đi. À, cái trò này, à, cái món này lâu đời lắm này đấy. Dân gian đi bác. Đấy, còn nhìn này. Nhìn kỹ vào, con nhìn bác làm đi. Bác làm năm nay. Đấy, về về con lấy đất tặng con tân tập. 30, 20. Có quay bản ý không? Quay. Ở đâu nhá? Quay năm. Đấy, nhà đẹp không? Con vào con ngắm đi. Con vào ngắm cái đi. Chơi dân gian mai một đi rồi, nhưng mà bây giờ này con nhìn con bà làm công chúa Elsa đấy, không biết cái này cái gì không? Cái chân hay không, làm chân hay không? Ủa dậy đây, con thấy cái điện thoại bà vào hôm nào thích gì? Các bà đọc số thoại, con sẽ lấy cái 2 quân cầu này. 078 078 à? 2202 2202 426 426 à? Đấy. Ok các bạn nha, các bạn có nhu cầu học nghề thì liên hệ số thoại của bà nha. Rồi, vẫn vậy mà. Nhưng bà dạy ở đâu ạ? Dạy tại nhà. Dạy tại nhà. Hoặc là đến nhà mình, nhà nhà bạn ơi, nhà bạn đâu? Nhưng mà cái này nếu mà mình thành thành nghề thì bao lâu, bao lâu rồi bạn? Thành nghề vẫn lâu mà. Cái này mấy tháng rồi nhỉ? Không, nhanh. Vậy những cái đường nét cơ bản là nhanh hết á. Học chữ mấy cô á. Học cái này thì cũng... Nói chung phải có năng khiếu. Con ngắm bà đi, con bảo ngắm kỹ vào. Về con biết đường con làm. Để về con bắt trước bà. Để cho bạn nhá. Con đi để cho bạn đi. Đó. Đi cho bạn thử hả? Hả? Cháu liệu bạn không? Ừ, cứ thử bạn thế nào. Cái đó thì lại khỏi. Biết đâu được vào nên lên làm đồ đệ ấy. Không cần xem cái kết quả trên quá trình. Hai người thì mình đóng rất là đẹp luôn nhá. Bà làm giỏi không? Con về con nặng đất nặng cho con nặng được bông hoa này không? Rồi về học cái bà làm đấy. Xem bà làm nào tí về cũng về lúc nào về làm theo bà. Về con phải làm cái áo xa nhá. Thấy chưa? Rất nhiều khán giả đến đến xem bà và làm luôn. Cái này là có 4 màu tất cả, 5 màu à? 7 màu. 7 màu à? 7 màu tất cả. Con về con mua 7 màu rất nặng nhá. Nhà sức này nặng nhưng mà... có 7 màu rất nặng này. 7 màu và phối ra rất là nhiều màu luôn. Con thích làm nhiều màu nữa chứ. Màu tím đủ các loại màu. Hồng nhạt, hồng đậm. Tím nhạt, tím đậm. Nhưng mà thôi, chủ cơ bản là chỉ bấy nhiêu màu thôi.
nhá. Wow. Con thích không? Con trả lời chú đi. Thấy đẹp không? Con cắn vá chứ? Cắn vá đi. Ngoan kìa, ngoan luôn.